Em Dinh xin chào quý vị anh chị, và em Dinh và quý vị anh chị đang có mặt ở kho xe, bãi xe của đại lý bên em. Đó là đại lý ô tô Mitsubishi Trung Thượng tại tại km số 6, đường đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Đối diện cổng chào thiên đường Bảo Sơn anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì lý do mà em hôm nay là 30 tháng 12, Tết gần như là Tết dương lịch rồi. Còn một hai ngày nữa là có lịch Tết dương lịch, thì em Dinh khẩn trương làm cái video này. Tại sao? Cái thứ nhất là hai ngày nữa là hết Tết dương lịch, và cái thứ ba là bên em sắp sửa tới là Tết Nguyên Đán của đất nước Việt Nam mình. Thì hôm nay em xin làm cái video này bởi vì cái thứ nhất là Tết dương lịch thì bên em cũng được nghỉ hai ngày, nhưng mà bên tư vấn bán hàng bên em vẫn làm việc cả các ngày Tết dương lịch nha anh chị nhá. Nên những ngày Tết dương lịch anh chị được nghỉ thì hãy đến với đại lý bên em là đại lý ô tô Trung Thượng, và để chiêm ngưỡng xe cũng như là để em giới thiệu từng dòng xe một. Thì ngày hôm nay video em sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị giá của từng phiên bản của chiếc xe Astra anh chị nhé. Vì sao mà em giới thiệu về chiếc xe Astra này? Bởi vì chiếc xe Astra này là chiếc xe 5 chỗ sedan 2 đầu và được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan anh chị nhé. Và một phải nói là được hỗ trợ 100% thuế này, là hỗ trợ 100% thuế, giá tuyệt vời. Em phải nói tuyệt vời. Và cái thứ nhất là sắp tới được 2 ngày nghỉ, 3 ngày nghỉ Tết dương lịch thì quý vị anh chị có thể thời gian dành một ngày ra để đến xem xe từ đại lý, để chuẩn bị cho mình mua một gia đình, mua một chiếc xe, để cũng như là phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình. Và cái thứ hai là có chiếc xe giá tốt, ưu đãi sedan hai đầu để chúng ta đón Tết âm lịch anh chị nhé. Thì ngày hôm nay ở bãi xe của bên em thì bên em đang về khoảng độ hơn 100 chiếc xe anh chị ạ. Hơn 100 chiếc xe Astra và các thể loại xe khác thì nó rơi vào tầm khoảng vài nghìn chiếc để phục vụ cho quý vị và quý khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán này. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị, đây là trước mắt chúng em, đây là xe Astra. Thì đây là phiên bản Astra CVT anh chị nhá. Thì cái phiên bản này lăn bánh ở Hà Nội nó đâu đó khoảng độ tầm 470 thôi anh chị nhá. 470, không phải đùa đâu ạ. Và cái phiên bản này là phiên bản Astra số sàn đây anh chị nhá. Số sàn thì phiên bản số sàn thì chúng em có hai màu, là màu trắng đây và màu xám đây anh chị nhá. Thì cái phiên bản số sàn này có giá lăn bánh ở Hà Nội đâu đó chưa đến 400 triệu anh chị nhá. Đấy, đâu đó chưa đến 400 triệu anh chị, không nghe nhầm đâu ạ. Và lăn bánh ở tỉnh thì đâu đó nó chỉ bằng giá niêm yết đó là 375 triệu thôi anh chị nhá. Đấy, thì đó là những cái chương trình mà bên em muốn giới thiệu để cho quý vị anh chị mua xe đi gia đình cũng như là dịch vụ. Đây là chiếc sedan hai đầu và nhập khẩu nguyên chiếc không anh chị ạ. Thì đây là tất cả các bãi xe của bên em. Thì quý vị anh chị có nhu cầu mua xe để chuẩn bị cho Tết thì em thấy là dòng Astra nhập khẩu Thái Lan này là một cái sự lựa chọn tuyệt vời. Phải nói là đúng đắn, bởi vì giá thành rẻ này, xe nhập khẩu nguyên chiếc này và lại là xe của Nhật Bản. Đấy, thì anh chị cũng cân nhắc và liên hệ với em Dinh qua số điện thoại là 0989 656 790. Cũng như là số điện thoại em để trên màn hình nhé, để chúng ta mua sắm cho quý vị anh chị một chiếc xe và gia đình. Trước hết là bảo vệ gia đình qua dịch bệnh đại dịch Covid này. Đấy, và cái thứ hai là có xe để đi Tết này, cũng trời mùa Bắc cũng là trời lạnh rồi. Thì nó rất là phù hợp, được gọi là lợi đơn, lợi kép, lợi tứ, lợi ngũ không hết đi ạ. Thì anh chị hãy liên hệ với em Dinh để được giá tốt nhá. Thì em xin quý vị nhìn đây, tất cả dòng xe của bên em đây, cả Xpander và về rất nhiều. Đây là chỉ một bãi nhỏ của bên em thôi. Đấy, như anh chị thấy đây, Xpander bên em cũng về rất nhiều để phục vụ cho quý khách hàng về dịp cuối năm đây. Đây là chiếc Xpander bản AT đây, số tự động đây anh chị nhá. Con này cũng giá được khuyến mại 100% thuế đây anh chị ạ. Và có các màu đây, rất là nhiều xe luôn. Ở dưới kia bên em vẫn còn một bãi nữa, bãi để xe nữa. Thì mong quý vị anh chị chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để cho nhiều khách hàng được biết đến đang có nhu cầu mua xe, để liên hệ với em Dinh qua số điện thoại 0989 656 790. Và chúc anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và tích được nhiều tài lộc cũng như là tiền bạc để chúng ta sắm cho quý vị anh, quý gia đình cũng như là người thân một chiếc xe ô tô. Đấy, để đón Tết Nguyên Đán sắp tới chỉ còn một tháng nữa thôi. Và một lần nữa em xin kính chào quý vị và anh chị.